Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ ngài Hòa thượng Thiền sư đã an vị vào trong pháp tòa, kính xin quý đại đức chư đại đức tăng ni và Phật tử thánh lễ ngài Hòa thượng. Bây giờ là phần cho giới cho của ngài Hòa thượng. Xin quý vị Phật tử mở ra trang 61 bát giới. Dạ. Rồi 57 là phần ngũ giới và 61 là phần tám giới. Chúng con xin thành kính lễ lễ ngài và chư đại đức tăng. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và tác quan trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và tác quan trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và tác quan trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Ba Cô Ba Đa. Ngài là bậc Ca Rang cao thượng được chân quả chân biên tri, do ngài tự ngộ không thể chế giải. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Ba Cô Ba Đa. Ngài là bậc Ca Rang cao thượng được chân quả chân biên tri, do ngài tự ngộ không thể chế giải. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Ba Cô Ba Đa. Ngài là bậc Ca Rang cao thượng được chân quả chân biên tri, do ngài tự ngộ không thể chế giải. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Ba Cô Ba Đa. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Ba Cô Ba Đa. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Ba Cô Ba Đa. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri, do ngài tự ngộ không thể chỉ dạy.
Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Phép quy Tam Bảo tròn đủ chế có bao nhiêu? Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sơ sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sơ trong cấp. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sơ tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sơ thông dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sơ nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự dễ dưỡng rũ và các chất sai. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự ăn sai giờ. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự mua ác thôi càng đừng xem ác nghe đàn càng trang điểm thua vật thôn dội phân và đeo trạng qua. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Chư thần tinh năng thở trì bát quan trai giới chứ được trong sạch trong ngày nay và đêm nay không nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ dữ giới. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dữ giới. Bởi các cây nên chư thần tinh và đang thở trì giới luật chứ được trong sạch không nên để lâm nhờ. Sa thu lòng thay. Xin quý vị được trang 77 kệ thỉnh Pháp Sư. Phạm Thiên vẫn nằm ngồi khẩn hoàng, Phật nhận lời nhân chẳng dĩ ơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm đường lọc giá ngài dời chân sanh. Khuya ba độ các hàng đệ tử, có năm thầy tính giữ pháp từ, đó là nhóm kiều trân như
được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Mọi sự đó mở mang giao phan, bốn mươi lăm hạ giác vẹn toàn, một lòng chẳng nói không mòn, những điều lợi ích hàng còn lâu năm. Cả tâm giới thừa ân khổ cập, đám mưa lạnh tươi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thánh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh mọi khắp chốn nghi, cõi mê cầu đậm trí chia vẹn còn. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được tương quả trên biên tri do ngài tự ngộ không thể chia dài. Con xin cúng dường Phật báo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường pháp báo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường tăng báo bằng sự hành đạo. Do sự lập bài cúng dường nguyên ngăn tam bảo hộ trì chư đại đức tăng quyền giả được sự an vui, để tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần lời giao liêm này xin trả lời câu hỏi của hành giả. Câu hỏi liên quan với sự thực tập của chúng ta ở trong cuộc đời, để chúng ta nguyện tu theo phương pháp của một vị giác ngộ. Như vậy cũng chúng ta gọi đời để dùng danh từ đặc biệt, thì trong Phật giáo cũng dùng từ ngữ đặc biệt liên quan sự sống trong hiện tại. Trong thế gian này ai cũng sợ già, sợ bệnh và sợ chết. Và lý do sợ của thân này như vậy khổ, thì chúng ta mới bảo trì thân này được sự an vui. Nhiều cách để bảo trì với khoa học, với y khoa quang minh trong thế kỷ thứ 21, trong khi mà chưa tìm ra vật để trị, thuốc để trị bệnh, thì có cách là phải cách ly để trị bệnh thân. Họ biết cái thân này bệnh nó có một loại vi trùng, và lưu trùng đó không có gì hơn là phương pháp cách ly, xà nó, cách là xà, cách ly là xà nó. Hai Đức Phật, ngài đã là một vị lương y thuộc về trị bệnh tâm, vì thế gian này không ai trị bệnh tâm. Trị bệnh thân được 50%, còn 50% không ai trị được. Cho nên có một loại vi trùng, thì ở đời người ta nói là siêu vi trùng vi tế không thấy được, thầy trong đạo gọi là tam độc. Thì cái tam độc này nó giết con người, giết tâm chúng ta từ kiếp này qua kiếp khác.
trong ta không khỏi bàn tay của nó, không khỏi nó quay về chúng ta. Biết bao nhiêu A Tăng Kỳ tiếp tu hành đến ngày đặc biệt kỷ niệm mà chúng ta không quên Buddha Thi Danh Tế, làm lễ cũng dường ngày trong mùa Vê Sát lễ tam hợp để cúng dường một vị giác ngộ để độ chúng sinh, cứu giác chúng sinh ra khỏi bể khổ. Phương pháp của ngài viết rõ thầy pháp đầu tiên đề cập vấn đề đã diệt trừ cái khổ của thân và khổ của tâm. Và khi khổ này không còn khổ, thầy mới được an vui. Khổ của thân từ đâu mà có, của tâm đâu có. Đức Phật đã chỉ nguyên nhân, ngài tìm thấy cái bệnh của chúng sinh luân hồi do ái. Như vậy khi nói là ái liên quan với tâm, chứ không phải trên thế gian này tìm đó à, trong Phật chất mà ra là trong tâm. Mà khi cứ gọi là tâm rồi thì Đức Phật mới tìm ra phương pháp để trị nó, mới gọi là xả ly. Mà phương pháp xả ly này không phải dùng thân giống như cách ly đã dùng rồi, thân tránh xa những điều tội lỗi, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không thông dâm, cũng như lời nói không nói dối, không nói đâm thọc, không nói độc ác, không nói lời vô ích. Đó là để trị bệnh thô liên quan với thân lại nói. Còn với đồng tam độc ở trong tâm chúng ta, Đức Phật dạy rõ ràng chúng ta phải thấy nó hay chúng ta phải trị được, cũng như y khoa phải tìm ra được vi trùng bệnh rồi mới trị được. Thì phương pháp để trị bệnh thì Đức Phật mô tả trong con đường đi của ngài, con đường độc nhất, giải thích rất là rõ. Bát chánh đạo gồm mái chìa khóa để bước vào bát chánh đạo ở đoạn giữa, đó gọi là định. Chúng ta để cách ly bằng không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu. Bây giờ tới phần xả ly. Xả ly này thuộc về tâm. Bát Thiền đã giải thích đạo tiên vấn đề xả ly, nhưng mà cũng như là cách ly theo phương pháp của Phật giáo rồi. Bây giờ ở trong chương trình của hành thiền, khi trong khi hành thiền con đường đi thì gặp khó khăn, thì mới có câu hỏi của hành giả. Như vậy phải trả lời câu hỏi rồi, phần của sư riêng, ý kiến riêng sư sẽ bổ túc thêm. Câu hỏi thứ nhất, kính bạch ngài, con xin có câu hỏi là khi con ghi danh phát thiện và tác ý tu toàn thời, ý là tu tích cực đó, 3 ngày đã qua con bị rào cử, thấy mình không giữ giới, trong sạch vì có lúc cũng không theo đúng như thời khóa biểu giờ giấc đưa ra. Con không phải đi làm vô công ty hoặc đi chợ phải rời khỏi nhà, và những việc ấy con đã thực hiện trước khi vô phát hiện. Nhưng con phải nấu ăn cho gia đình, lo cho đứa con khi nó cần phải giúp đỡ, giải viết những hóa đơn của công ty và gọi điện thoại cho công ty khi thợ cần giúp. Có lúc con thấy mình hớt hải, không sống được với giây phút hiện tại, vì tranh thủ cho lẽ để kịp giờ. Con không thể thực hành như mình đang trong khóa thiền miền mật, còn vẫn vô hành đúng giờ buổi sáng và kết thúc đúng giờ buổi tối. Nhưng trong thời buổi trưa thì không làm đúng giờ giấc quy định, còn cảm thấy tâm mình bất an, nên bạch với ngài con phải làm sao?
Cậu hỏi, mặc dù con có niềm bất an, nhưng sao cứ bị tâm tự trách mình, sao không đăng ký tu bán thời? Xin Ngài từ bi dạy cho con, để con một tuần nữa con tu tập cho tốt đẹp. Giải thích vấn đề tâm bất an và có niệm bất an, nhưng sao bị tâm tự trách mình, sao không đăng ký ban thời? Hành giả hiểu. Tự có một câu hỏi, trong khóa thiền có khóa tích cực và khóa ban phần ban thời, vậy tại sao mình không đăng tu bán thời? Hiểu. Thì hành giả nguyện lại, bây giờ tôi đang bắt phạt đổi. Thì trong khóa thiền này, từ ngộ giới, phải giữ ngộ giới, không giữ ngộ giới là không có hành thiền được. Thì sư cho giới hồi nãy, cái phần giới thứ ba đó, không tà dâm, không tà hạnh. Và mới đọc phần của giới thứ 8, không thông dâm, không hành dâm, giới thứ 8. Như vậy giới thứ 5 đó, chỉ không tà hạnh, không tà dâm. Như vậy hành giả trở lại giới thứ 5 và đọc rồi tới giới thứ 5 đó, không đọc thêm. Người ta đọc vì không đọc thêm thôi. Vì giới thứ 5 này không phải giới của Đức Phật cấm, là một giới thường giới trên thế gian này, thời đạo nào, thời đại nào cũng có, quy liên quan với luật nhân quả. Thế lại là giới bát quan trai này của Đức Phật. Vì vậy khi mà hành giả hành rồi, đọc tám giới rồi mới nói rõ, không phải là giới của thế gian, cái này giới của Đức Phật. Con xin thọ trì bát quan trai giới trọn độ tám đều của Đức Phật đã giao truyền đây, rõ đây là Đức Phật đã giao truyền thêm bốn giới sau này, ba giới sau này, để vân giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay. Như vậy nếu mà giữ chỉ ngày nay thôi thì từ bây giờ nó đến ngày mai sáng nữa rồi, đây rồi muốn thọ giới thêm thọ nữa, vì con giữ có một ngày một đêm thôi. Thì vấn đề này hành giả, quý vị hành ban Phật thì hiểu điều này cho rõ. Này, vì luật nhân quả này không giữ này không ngồi thực, vì liên quan với luật nhân quả. Này, bây giờ luật nhân quả mình giữ được rồi, thầy Đức Phật nếu thân trong sạch, lời nói trong sạch, thầy trao dồi tâm được rồi, ngộ giới được rồi. Vậy hành giả có thể nguyện lại ăn thọ ngộ giới. Rồi chương trình khi ngộ giới, rồi chương trình tích cực, đó lại ban phần. Thêm phạt thêm, ở đây full thêm, phạt thêm. Full thêm thì nó tròn, tròn đủ khóa thiền, phạt thêm một phần thôi. Cũng như trồng đủ một tiếng phát thêm, bao nhiêu cũng được trồng một tiếng. Như vậy thì trả lại như vậy, để ngăn ngừa cái gì mà xảy ra trong tâm của cái gì có chịu. Vì con thấy thế tâm bất an, cái chữ bất an là phải loại trừ đó. Bất an, bất an trong lúc này thôi, không phải luôn luôn là bất an. Bất an tại sao? Mình nghĩ cái chuyện mình phải làm hứa với tâm của mình không làm được. Như vậy cái tâm bất an là cái này, bằng cách nào phải diệt trừ nó? Không phải bằng thân, bằng tâm, gọi là ly, ly gì này? Xả bỏ thôi. Giờ xả bỏ bát quan trai, trả lại thành ngộ giới cho phần giới rồi. Bây giờ tới phần đỉnh, xả cái đó rồi, không có điều kiện. Vậy không có điều kiện với tam cái kia, mình không nghĩ, không hề đó. Thay không nghĩ là tâm đó đâu có bất an. Này, cái này phải trị trong lúc này. Đấy là không, tôi ngồi thiền
thân tôi trong sạch, lời nói trong sạch. Bây giờ tôi tập tâm tôi làm sao có chánh định cái chuyện này. Bây giờ tâm bất an là không chánh định, không an là tâm không định suy nghĩ, lo không được, phải không lo, không buồn, không lo mới gọi là chánh định. Như vậy quý vị hiểu rồi. Câu hỏi thứ nhất vị lành hỏi rồi, vị trả lại giữ ngộ giới rồi hành bán phần. Mấy câu chuyện vị làm được như thường, biết quý vị làm hành bán phần mà này, vị có thể đi được nè, làm việc này được, giải quyết công ty được, làm gì cũng được hết, Đức Phật đâu có cấm này, cũng không cấm sinh hoạt đi đến nằm ngồi nói chuyện, nhưng với giới vực của mình, nói chuyện với công ty nói, nhưng mà nói thật phải làm gì, giải quyết cái gì, không nói chuyện quá khứ tương lai bây giờ và giải quyết cái này. Đức Phật dạy cho mình sống ngày như vậy, sống trong thế gian là phải như vậy. Nhưng mà chỉ chế ngự không buồn không lo trong đời sống của mình, giải quyết cho công ty rồi đó, mình có buồn có lo không? Không có buồn lo. Giải quyết gia đình mình có buồn lo không? Buồn lo. Như vậy mới cái nghĩa của xá lì A Trùng Phật giáo là như vậy. Này. Như vậy ngày từ bi dạy cho con, để con còn một tầng nữa tu tập tốt à, là sẽ có ý kiến như vậy đó. Phần ý kiến sẽ vi trở lại ban phần này, ngộ giới và chạy tập chánh niệm được bao nhiêu, chấp nhận bao nhiêu, nó được bao nhiêu, chấp nhận bao nhiêu đó. Như vậy tâm cô vị không còn bất an, cái đó là cách ly trong Phật giáo, hay là xả ly trong Phật giáo về mình đóng góp cho đời là như vậy. Đó là trả lời câu hỏi của quý vị. Câu thứ nhất. Câu số 2, bạch ngài, khi con đi kinh hành, con có nhiều chánh niệm và ít vọng tưởng, mông lung hơn khi ngồi thiền. Con nên theo sát chương trình của khóa thiền hay đi kinh hành hoặc ngồi thiền nhiều hơn? Con xin đi câu hỏi. Khi hành giả ngồi thiền, hành giả cảm thấy vọng tưởng mông lung hơn khi con đi kinh hành, con có nhiều chánh niệm, có nhiều chánh niệm và ít vọng tưởng mông lung hơn khi ngồi thiền. Như vậy hành giả thấy là mình đi thiền thấy ít vọng tưởng mông lung hơn ngồi thiền. Rồi câu hỏi. Vậy con nên theo sát chương trình của khóa thiền hay đi kinh hành hoặc ngồi thiền nhiều hơn? Con xin trả lời. Đây cái câu hỏi thứ nhì. Thì cái này cái hành giả hành bán phần hay là hành trọn khóa? Nếu mà hành trọn khóa, sư giải thích theo hành trọn khóa. Mà nếu quý vị chỉ hành bán phần thôi thì sư giải thích theo bán phần. Hai điều kiện sư thì cần giải thích rõ. Khi con đi tình hành, con có nhiều chánh niệm và ít vọng tưởng mông lung hơn ngồi thiền đi kinh hành. Và nếu quý vị hành tích cực, ý nói là trong khóa thiền 10 ngày quý hành nhiều hơn 50%, ý là hành thiện, hay 100%. Như vậy 100%
quý vị không còn thắc mắc, chương trình rất là rõ. Giờ ngồi, giờ đi, giờ ngồi, giờ đi. Đó là những trung tâm quốc tế, trung tâm xưa, các trung tâm lớn mà có chương trình như vậy. Vì các ngài đã kinh nghiệm mấy đại đặt chương trình như vậy, cũng như trung tâm của ngài Masi khi xưa tới đó, thì ngài đặt điều kiện này. Các điều kiện của trung tâm ngài thôi, không phải cho trung tâm. Ngài nói trung tâm này ngủ chỉ 4 tiếng thôi, rồi ngài nói bao nhiêu thôi. Ngài đâu có đại ngủ trước. Này, ngủ trước à? Rồi, sư là thiền sinh. Sư mới nói, ồ, mô Phật. Ngài không nói gì nào. Sư, mình xin ngài đến đây để mà tham thiền tu trong 6 tháng từ bên Ấn Độ qua. Mà ngài nói trung tâm này hành thiền 20 tiếng, chỉ ngủ 4 tiếng thôi. Ngài không nói gì nữa. Sư ngồi nghỉ. Thế đấy, đến đây là sư đã hành thiền quyết định rồi, 6 tháng. Rồi sư nói, bạch ngài, con đến đây xin học thiền đây 6 tháng. Thầy chương trình ở đây như thế nào, con sẽ thực hành theo. Chỉ bao nhiêu thôi, ngài vai bên người phụ tá. Ngày mai dẫn vị này đi văn phòng làm giấy tờ ở lại, rồi phải làm giấy tờ văn phòng, phải một cái thơ và gửi cho nhà nước chính phủ xin cho vị này, vì xưa đó là ngoại bắc, không phải là người Miên Điện. Thì đó là luật của trung tâm. Khi luật quân tâm sư đi hứa rồi, sáng như vậy nè, đi văn phòng làm giấy tờ xong, nó đưa hai miếng giấy. Miếng giấy này như vậy nè, đây hai miếng giấy, một miếng giấy để giờ ngồi thiền, giờ đi thiền, ngồi thiền, đi thiền, còn bao nhiêu làm việc linh tinh, bất cứ việc nào đó này, thì cái việc làm với chánh niệm rồi, thiền ngồi, thiền đi thấy rồi. Một miếng giấy nữa để hành giả nào ở trong trung tâm này bắt đầu lật sáng 3 giờ thức dậy, cái chuông thì dậy 11 giờ ngủ, đây lật thì hàng ngủ rồi 4 tiếng thôi. Và tới 11 giờ nếu vì đó còn muốn thiền tiếp thì đèn cũng phải tắt, hai tắt hết, mà một giờ tắt hết rồi. Vì nữa ở đây cách sử dụng nước đây, chế thì quý vị phải dùng nước cẩn thận, không phải mở nước đó làm một việc khác nào, vân vân, họ chế hết thì nước điện vì phải tiết kiệm, rồi tiết kiệm điện thì nước nó hết, sinh hoạt ở trong trung tâm như thế này luật chung, rồi đưa một giấy nói từ A tới Z cách sống ở trong trung tâm này giao cho. Sư mới thấy chương trình, chương trình ngồi, chương trình đi, chương trình ngồi, chương trình đi, rồi làm chương trì về phòng. Đây là một cái để bài học của sư, mà bài học của sư lỗi lầm, biết đâu cô gì có một trường hợp nào như vậy, dễ vui, đã cầm cái này rồi. Rồi 3 giờ chiều đó, thầy giả kêu sư tây phụ tá thiền sinh, tiền sư. Đây đó, ngài cho nghe một cái tép, một cái băng á, bằng tiếng Anh, vì tiếng Miên Điện sư không hiểu. Đọc hiểu không? Khi ngồi thiền phải ngồi như vậy, niệm như vậy, đi phải đi như vậy, ngồi như vậy. Ngoài đó làm những việc gì, mặc y, tắm rửa, rửa mặt, súc miệng, ăn uống vân vân, phải cái chân niệm rồi. Một cuộn băng đã nghe chừng 15 phút. Nghe, quý hành, đi thiền sư hỏi, hiểu không? Sư nói hiểu, đi hành thiền rồi. Cái đó là sư đã nhập khóa thiền rồi. Không phải nhập khóa thiền, điều kiện đặt chung với nhau không có, cũng như trường đại học. Nơi đó
luôn luôn cả năm có thiểu sinh vô thiên tinh, vì những người làm cái lầm luận án đó không ngày giờ, vì là thư viện vẫn mở cửa làm việc ngày đêm như vậy, thì trong trung tâm đó nó lớn như vậy đó, không có mở khóa thiền 10 ngày một tháng, ai vô đó đăng ký vô khóa thiền, ai vô đăng ký điều kiện vô khóa thiền, cầm rồi từ buổi sáng buổi chiều đó tới ngày mai sẽ không thiền, cũng nói, mình mệt mỏi để nghỉ một ngày hai ngày coi dễ vui, quên như vậy đó hả, để mà học chánh niệm mới vượt cầm rồi quên liền. Ai mình còn phải biết thời tới đây phải báo tin để tới đây rồi những người thân của mình biết như vậy, đầu coi như vậy bà con ơi. Chiều mai có thì giờ tới gõ cửa theo công việc gì đi trình pháp, ôi không có ngồi một thời mà không có đi một thời, có cái gì mà trình, ôi trái tim mà đầy trái tim sợ tới rồi tiếp ta lại sợ, ôi rồi nói thầy giả sư đi nói với ngài là để mai tôi tới tôi trình pháp, ông đến vậy sư đi nói đi sư đã nói đi đó nói ngài ngồi chờ đó, ngài quậy bắt chạy cái minh ngài á, à chạy với 3-4 người, ngài ngồi chờ sư đi đi nè, nhiệm vụ cô sứ sư phải đi thôi, đi tới đó đảnh lễ ngài rồi ngài ngồi yên lặng đảnh lễ rồi ngài hỏi hôm qua tới giờ sư ngồi được mấy lần và đi được mấy lần, sư làm thinh ngài cũng làm thinh, rồi câu tới hai ngày giống như mình không hiểu hôm qua tới giờ sư ngồi được mấy lần sư đi được mấy lần, sư cũng làm thinh. Ủa sư lại đây làm gì mà không, sư không ngồi thiền, sư không đi thiền, ngài lấy giống như là ngài tiếng Anh kêu surprise đó, lấy ngạc nhiên thấy đấy làm gì à hồi xưa muốn độn thổ, độn thổ đâu có biết độn thổ, ta tâm vậy đó, vừa ngại vừa mắc cỡ vừa sợ đấu chuyện, không phải mắc cỡ sợ thôi. Ngài nói ủa vậy sư tới đây làm cái gì, cái câu đó là phải chịu à, cũng một hai lần vậy sư tới làm cái gì, làm cái gì trong trung tâm người ta, sư lại cái gì hôm qua tới giờ sư không ngồi không đi vậy đó, sư lại đây làm cái gì, ôi cái đâu mà làm cái gì nữa, rồi ngài không nói gì, ngài không la câu này, chỉ ngạc nhiên của sư lại đây làm cái gì hôm qua tới giờ, làm cái gì hôm qua tới giờ, một cái trung tâm ta sống động yên lặng chánh niệm không mà sư làm cái gì hôm qua tới giờ, ngài không nói gì đây, đi thiền nói nhẹ đi chương trình đi, ôi không bao giờ dám tha tay, không bao giờ dám đọc này, đừng nói là nghĩ muốn viết thơ không dám đọc nè, vì mình muốn định viết thơ rồi nè, để ngày này kia bây giờ đã không muốn viết thơ, thơ người ta gửi tới nè, một hai tầng hai ba tầng thơ không dám đọc thơ, đây tại vậy bắt đầu nó sợ là vậy. Đây là mistake của sư này, cái vấn đề mà ngồi thiền đi thiền đây là tích cực, ta đặt giờ nào tới giờ nào ngồi thiền, giờ nào tới giờ nào đi thiền, rồi đây để giải thích câu hỏi của quý vị là hành thiền thế này có nhiều chánh niệm ít, bây giờ có vọng tưởng lung tung, khi mà chánh niệm đi kinh hành, khi mà con đi kinh hành, con có nhiều chánh niệm và ít vọng tưởng, ung tung ngồi thiền. Vậy theo chương trình đó, theo chương trình có giờ đi dừng rồi. Bây giờ mình cảm thấy là mình đi thiền thì có chánh niệm nhiều. Vậy mình bỏ ngồi thiền vì ngồi thiền không có trụ tâm được mà đi thiền. Đâu tâm được phải trả lời như thế nào? Thầy trả lời câu thứ nhất, luật vô trường thiền phải ngồi thiền trước,
Ai? Yên ơi. Ai ngồi thì bây giờ đó bây giờ. Cái bên Ba Rạm họ nó đã mất tiền. Còn sau đó. Mình đem kinh nghiệm này mới đi trình pháp giống như vị này rõ rồi. Đã ngồi thiền mà không trụ tâm được tốt bằng đi thiền phải làm như thế nào? Nếu trung tâm cũng tới hỏi ngài thiền sư thôi. Này, ngài sẽ giải thích. Cũng như nhà sư đã kinh nghiệm một phần của mình. Tại sao ngồi thiền? Tại sao vì đi tinh hành vậy nè, ít vọng tưởng hơn là quý vị ngồi quý vị thấy vọng tưởng nhiều hơn. Bây giờ thiền là gì? Phương pháp mình chánh niệm, dùng chánh niệm tất cả chánh hết rồi. Từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh miệng, vì vấn đề chánh, chánh là bây giờ chương trình ngồi thiền ngồi phải coi chánh niệm. Bây giờ chánh niệm thấy tâm vọng mà khi mà đi kinh hành tâm ít vọng, kinh nghiệm đã ngồi thiền rồi biết là vọng nhiều, đi kinh hành ít vọng tâm phải như thế nào? Nếu mà ở trung tâm mà mình phải trình theo bây giờ quý vị trình cũng như là trung tâm thầy theo sự kinh nghiệm của sư với vị thầy mà dạy sư trong cuộc đời tu niệm, ngài nói phải niệm tâm, không phải là niệm đối tượng đầu tiên, niệm thân, nhưng mà cứ niệm sư. Bốn thầy phương pháp của ngài Ma-si, ngài dạy cứ niệm sư, nhưng ban đầu ngài dạy niệm thân trước, rồi niệm thân niệm bây giờ trước, rồi đã cũng tại sao trong tứ niệm xứ ngài bắt đầu niệm thân trước không niệm với các, và thân ngài cho niệm hơi thở trước không cho niệm là cứng đất, là nói cứng trước đất nước là gió đất, ngài phải biết cứng phải không giải như vậy, hay là nước hay là lửa hay gió, tại sao ngài hướng dẫn về niệm hơi thở trước trong thân. Chính Đức Phật trong bài kinh đầu tiên cũng hơi thở là đầu tiên. Mà còn thêm nữa, Đức Phật nói hơi thở, tại sao ngài để tâm nơi bụng bắt đầu nữa? Cứ tiên tới. Hay luôn luôn ngài giải thích. Trong tứ đại đất nước lửa gió, thầy đất nếu ngồi để cảm giác cứng vì khó lắm, khó cảm giác cứng. Hồi nào tới giờ đi đứng nằm ngồi mình đâu có cảm giác cứng đứng được nè, ít lắm. Hoặc là nước cảm giác nước không, lửa nước không này. Như vậy chúng ta không chánh. Bây giờ mình có chánh niệm trong lúc mình ngồi thiền, thấy gì nhiều thầy chỉ các ngài là chú tâm nơi bụng tục đấy à, chú tâm nơi bụng và có chánh niệm đây. Cái này học trong trung tâm thầy Đức Phật dạy quán thân chánh niệm, quán thọ chánh niệm, quan tâm quan pháp, nghe tinh cần tinh giác, tinh cần tinh tấn niệm và sẽ tỉnh thức. Như vậy ngài cho niệm bằng xe của thở, tại sao ngài giải thích vì gió này kêu bằng thân hành, gió nó hoạt động luôn luôn có nó thường không, ngài nó không có thường, ngài giải thích không có thường, nhưng đều vô thường, đều cái vấn đề đều này mình mới dễ kinh nghiệm. Ngài mới chỉ vấn đề đều, ý nào là gió thở vô có giới hạn của nó, tự nhiên nó thở ra có giới hạn của nó, có điều kiện thở vô thở ra, nó có đều thở vô thở ra. Thì điểm này mình dùng chánh niệm rất là sống động nè, học được rất là nhiều chánh niệm đấy. Vì vậy ngài mới cho hơi thở niệm thân trước, rồi kế đó bất cứ cái gì xảy ra ngài hướng dẫn cho niệm. Trong bài học của ngài Ma-si, quý vị thấy vừa theo dõi bà Mộc Tu học, theo dõi phần khi mà tâm tới tâm vọng tưởng tâm phải niệm là suy nghĩ liền. Như vậy chỗ này là phải xả ly với cái thân trước, phòng nó là nó, rồi nó sẹp, nó là nó vô, nó ra, nó là nó,
sự thật nó là như vậy. Sự thật bây giờ, sự thật nói vậy, sự thật cái tâm theo dõi thế giới, cái tâm hồi nào chúng ta bị điều kiện, cái điều kiện gì buồn lo, như vậy buồn lo nó tới liền hồi nào kia, một cuộc đời của sống động ở thế gian này. Bây giờ mới vừa đến một chút, bây giờ chúng thấy tâm rất là nhanh, thân chưa rõ ràng này, thầy thấy tâm rõ, thấy tâm hồi nào tới giờ mình thấy tâm không, thấy tâm phóng không, vọng tưởng không, chỉ thấy nó lo nó buồn, rồi mình cho tên nó, tôi ta, lo cũng tôi mà buồn cũng tôi, là sân cũng tôi, si cũng tôi, tất cả tôi đồng đan. Nhưng mà khi ngồi thì thấy tâm phóng, mà hãy chú tâm nơi bụng, và nơi bụng rồi chánh niệm kia, bây giờ tôi bây giờ thấy không, chưa đầy đủ một cái phần, chưa đầy đủ, gió rất là đều nó có, nhưng mà tâm bỏ nó, bỏ đi đâu, đây, đó là gọi là tâm độc, tham sân si, cái mặt nó luôn luôn, hồi nào tới giờ, vì vậy mình ở trong điều kiện bị chết. Này, như vậy cái chết này, khoa học nó tìm thấy, một đời mình làm sao không chết một lần nữa thôi, chết rồi mất rồi. Đức Phật rất là siêu, rất là trí tuệ ngao thường, không phải chết một cuộc đời một lần, không phải một năm, một tháng, một ngày, một giờ, một giây. Bây giờ và bây giờ, cái mà nó đổi, nó biến chuyện như bạc tấm của tâm là sanh trụ diệt và biết cảnh, này đó là luật thiên nhiên của nó. Vậy Ngài nói rất là thốt, thấy tâm của mình đó, để xa ly điểm nào, sợ điểm nào, xả nó bằng cách nào, thầy đây. Nếu mà tâm suy nghĩ niệm, suy nghĩ cái vọng tưởng này, tới niệm vọng tưởng này, vọng tưởng niệm tâm rồi nó nhảy tới vậy đó, như vậy thiền tứ niệm xứ. Nhưng mà phải đối tượng đạo tiên tổ, một cái cô nhà của nó, tiếng Anh kêu home object, đi đâu dù có nhiều nhà, có một nhà chánh ở đó, đi đâu trở về, đi làm việc bao nhiêu công sở rồi cũng phải trở về. Như vậy cái nhà đó chúng ta về để mà nghỉ ngơi, để mà sống. Thì cái đối tượng đầu tiên này thân rồi, thầy quý vị đi cũng thân, nhưng mà khi đi quý vị cái tâm nào nó mắt nó thấy, nào nó tai nó nghe, rồi thân như vậy không thấy vọng, thấy nó sống động, nó rõ, vừa bước rồi vừa bước rồi vừa bước, nó sống động hơn. Ý nói là nó không có định chặt chẽ hơn là ngồi. Ngồi để định chặt chẽ, đặt điều kiện. Tôi mệt quá, tôi muốn ngủ. Vì đi quý ngủ được không? Không bao giờ quý đi cơ ngủ được. Vì chỉ nằm cho yên thì quý vị mới ngủ được. Đây là tâm không suy nghĩ. Nhưng phải nằm, không phải ngồi nữa, đi tới nằm đó. Nhiều khi nằm đó, thì yên thì tâm mới ngủ được. Này, như vậy làm sao mình làm cái tâm mình cho định, thầy chỉ ngồi thôi. Tại sao không nằm yên thật, nhưng trở lại đi vô giấc ngủ rồi nằm vậy vô, chỉ ngồi thôi. Khi mà ngồi đó quý vị mới tập được, đây là phương pháp tích cực. Vì phải ngồi thôi, nếu quý vị giữ khóa thiền tích cực phải cố gắng ngồi, phải tập ngồi, thay tập ngồi và niệm hết. Tứ niệm xứ bắt đầu niệm hóa ra, giống như quý vị kinh nghiệm như đó. Như vậy bây giờ vọng tưởng tới quý vị suy nghĩ rồi trở về với đối tượng đầu tiên, đối tượng thứ nhất là sự chuyển động ở nơi bụng. Tập như vậy và tâm vọng tới niệm suy nghĩ rồi trở lại thân, niệm hai, vừa niệm thân vừa niệm tâm luôn, vừa vọng hay nhỏ niệm và tâm vật pháp đồng nghĩa nhau, tâm vật pháp niệm cứ như vậy. Đó là hành giả hành thiền tích cực, phải đối phó xả ly khi mà tâm bằng cách nó buồn, nó vọng là phải thế tưởng tượng thôi. Thay chỗ này mình ngồi mình nguyện rồi, quá khứ không truy tìm, không suy nghĩ chuyện quá khứ, tương lai không ước vọng này, vì quá khứ nó đã qua rồi, tương lai cho tâm chỉ có pháp hiện tại. Pháp hiện tại là thân này, thân tâm, chỉ có pháp hiện tại. Thầy tuệ quán chính là đây, thầy việc quán thân quán tâm này,
nói rồi chú tâm ở nơi bụng, tâm ở đâu? Tâm ở nơi bụng, thế quý vị phải cho chánh niệm liền, chánh niệm theo liền rồi tâm luôn luôn tới trước hết thảy, cho nên là mano popang dhamma thamma tham cũng tay say nữa, nhưng nó lên một lượt. Tại sao? Vì thấy, vì nghe đâu, vì vô minh không biết thì nó có mặt tham liền, sân liền, si liền. Bây giờ tâm ở chỗ đó, chánh niệm tới liền thầy mặt tham sân si, vì chánh niệm nó trừ cái vô minh, niệm là tỉnh và vô minh là không biết, rõ ràng có ánh sáng là không bao giờ có bóng tối. Như vậy làm sao giữ cái niệm, thay giữ cái niệm thấy tâm phóng đó, thay ai mà thấy tâm phóng? Vậy ly gián bằng cách nào? Tâm buồn tâm lo để ly gián đó, mình không phải trốn nó, phải đối phó ngàn ngày giờ nó bằng cách thấy nó thôi. Thấy nó buồn, thấy niệm buồn, niệm buồn có biện niệm được cái buồn à, rồi buồn à, có một cuộc không biết bao nhiêu buồn nó tiếp tục, mình không thấy nó. Mà bây giờ buồn, chánh niệm đây buồn à, nó buồn á, thế nó buồn nó tỉnh liền ha, lo hả, tỉnh lên. Như vậy thôi, rất là rõ trong tứ niệm xứ. Nhưng mà kỹ thuật không phải chuyện dễ nè, người mà thầy giáo dạy học trò cứ tức tại sao nó không hiểu, ổng không giỏi không hiểu, mới học trò mới vô làm sao hiểu được. Thầy nói là a là bị ổn, ổng biết bao nhiêu chục năm ổng a bị ổng rồi, ông này nhớ nên mới vô a không zero a, nói chuyện với ổng thuộc lòng đâu có, đứa nhỏ mà không từng thấy à rồi đấy, rồi nó sẹt sẹt mất rồi, nó bắt không có kịp. Hãy này, hãy à, hồi nhỏ sư chậm lắm, hãy bắt tay sư làm như vậy à, ô tham à, đã ra à, đã rồi chậm chậm mới biết rồi. Hay mấy cái căn của chúng sanh đấy, thầy mình không vậy, cái căn của mình phải chậm chậm bằng cái nào. Ngồi tốt, thứ nhất ngồi thiệt, nếu có gì dù phạt thêm đi nữa, đi kinh hành quý vị cũng không quên ngồi. Nếu quý vị không có ngồi á, hay quý vị không cũng không đi. Đi bây giờ vì đi đã, vì đi đã quý vị mệt à, mệt quý vị muốn làm cái gì, quý vị chỉ ngồi thôi, nằm với ngồi thôi, nó vậy đấy. Thầy nói về các này, chỉ ngồi một tiếng là hồi tại thầm. Ở trên thế gian này người ta đặt điều kiện ngồi một tiếng cho tiền. Nghe nè, một tiếng cho tiền, rửa chén đó, đứng không mà ba bốn tiếng hồ ở trong khách sạn đó cũng phải chịu đó thôi nè. Tâm định không, tâm là rửa nè, rửa chén tâm ở chỗ khác à. Này đời ở xe có người bạn ở Louisiana, bà mệt quá tay cắt rau bà ngồi. Rồi ông xếp ông ơi, ông nhìn ông cười, tay thì thế cắt, mà bà ngủ không ai coi đó, quen cái cắt rồi vài phút rồi ngồi vài giây ngủ à, mát nghe thấy. Đây nhiều kiếm tra cái đừng có bỏ cái ngồi, ít nhiều thiền đi thì tốt, không phải không tốt, nhưng phải thăng bằng với nhau, ngồi đi. Vì thầy đi như thật thấy tốt thật. Học trò đi học á, bắt đi dạy nó không, nó phải ngồi một tiếng rồi đi chạy đi chơi thôi, rồi lại ngồi mới dạy được. Đấy vì thế học trò đó mới như vậy, đâu có giận nó mà dạy nó đâu. Này, phải cho nó ngồi lớp ngồi, thầy phải hướng tâm thôi, phải trở về chạy học chạy đó, rồi mới cho chạy đi chơi. Này vậy 15 phút thôi thưa ơi. Như vậy vì kinh nghiệm rồi, vấn đề đi kinh hành sư không nói rồi, vì phải cố gắng ngồi thiền trước khi đi này, hoặc đi rồi vì cũng phải ngồi để đổi vai nghe cho điều. Trong thiền tịnh này, Đức Phật ngài giác ngộ trong thiền tọa, hầu hết người ta giác ngộ trong thiền tọa, rồi thứ nhì mới giác ngộ trong thiền hành, mà ít lắm mà có thứ nhầy mới giác ngộ ở trong thiền hành, thiền đi, ba rồi giác ngộ thiền đứng, rồi bốn mới giác ngộ ở trong thiền nằm. Vậy đó, thầy chỉ cái ngà năng đa thôi, ngài giác ngộ từ
đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo đó, giác ngộ ở trong 3.000 năm, ít lắm chạy ngài Nằng Đà. Còn bao nhiêu vị? Số 1 là ngồi, số 2 mà đi như vậy. Đây để giải thích cho câu thứ hai, xin quý vị khi đi kinh hành còn có nhiều chánh niệm và ít vọng tưởng mông lung hơn khi ngồi thiền được. Rồi giữ cái này sư công giải thích. Cho nên theo sát chương trình của khóa thiền, đi kinh hành và ngồi thiền như thế nào, thì khi mà đi tích cực phải cố gắng ngồi và ngồi đi nào trở lại khi ngồi thiền. Đi có thể ít hơn được, mà ngồi ráng ngồi cho đúng, ngồi cho đúng một tiếng. Đó là trong khóa thiền, ngồi trong đúng. Rồi ngồi không được làm sao thầy mới chỉ cách lần lần cho ngồi được như thế nào và làm tiếp. Vậy thì quý vị làm hỏi được vấn đề thiền, thiền hành với thiền quả. Quý vị không nên bỏ thiền quả. Quý vị rằng thấy vọng tưởng, thầy chỗ này quý vị có cơ hội rất là tốt để xả ly. Này, thầy chỗ này Đức Phật ngồi thiền khi hành giả quán thân trong thân hơi thở đó, tinh cần, tinh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở trong hơi thở. Như vậy hơi thở vô không tham, thở ra không sân và không quên, đó gọi là xả ly ở trong đời sống của niệm thân. Thầy thọ đau cũng vậy, cái đau cũng niệm đau đau, mỏi mỏi nhất nhất là cũng để như thế nào, chế ngự là xả ly đó ở trong cuộc đời mà tăng đang sống ở trong thọ. Bây giờ ngồi thiền chưa thấy thọ, tâm nó lại ào ào, thầy do này Đức Phật cũng dạy quỳ thì khu sống, quan tâm trong tâm, tinh cần là cố gắng chánh niệm để nhận ở tham ưu ở ruột đời mà tâm đang sống này. Thì đang sống này, bây giờ nó đang sống, tâm bây giờ nó vọng này, thầy vọng thấy nó bằng cách nào? Niệm, cái chữ niệm để làm cái gì? Thức tỉnh chỉ niệm cái không, niệm hết cái nào mà không có tên, chưa biết tên, chỉ biết thôi, nó Đức Phật chỉ biết nó thôi, biết cuối cùng một cái chữ biết này, cái tâm hay biết là chuyện nó hay biết rồi mới đặt điều kiện của nó, đó là xanh vàng đỏ trắng là màu sắc, rồi trong cái đó tên của nó của màu sắc gì, ôi biết bao nhiêu từ không biết, rồi đi trường học biết là tưởng không mà, trong bao nhiêu chục năm học tưởng, rồi suy nghĩ tưởng, ngồi thiền không tưởng không kể. Như vậy cái đối tượng nào liên quan với tên tuổi niệm nó vậy nè, còn không có niệm vọng mà phóng tâm mà suy nghĩ rồi. Như vậy tất cả niệm hết, lớn niệm, nhỏ niệm, tốt niệm, xấu niệm, niệm hết mới gọi là chân niệm. Tầm quán niệm xưa là như vậy. Như vậy cái câu thứ hai đó để nhờ chấm dứt câu hỏi gì vì tiếp theo. Bây giờ ta hỏi cho câu thứ ba. Câu thứ ba như thế này: khóa thiền đã 3 ngày rồi, con tham gia theo thầy khóa nhưng chưa được miên mật vì con phải làm việc ở nhà. Tuy vậy theo lời dạy ngài dạy, con cố gắng giữ chánh niệm với tâm hay biết con đang làm gì, có khi quên thì con kịp nhận biết và niệm quên quên. Trong 4 quay nghi con để ý theo dõi thì thấy con đi nhẹ và nhanh, có lẽ con đã giảm cân do thọ bát quan trai, nhưng khi ngồi xuống ghế làm việc hay dùng côn thì có lúc thấy rung nhẹ từ đầu gối xuống bàn chân. Đây là rung rung, tôi đặt tên của gió. Có điều lạ là đôi khi con ngồi xuống thiền, con thấy nơi bàn vạ chạm vào gối ngồi rung 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 rung, vibration giống như con đang ngồi trên ghế nệm massage nhẹ nhẹ vậy. Khi hai bàn tay đặt tựa lên nhau, con cũng thấy rung rung ở đầu các ngón tay.
con chú tâm theo dõi hơi thở vào ra thì cảm nhận được hân thần bên trong từ tim xuống bụng rung động nhiều, phần từ vai xuống ngực khi thì nặng khi thì cứng như một khối tối đen. Khi con đặt lưng nằm xuống ngủ, con cảm nhận ngay lúc đó thân con từ đầu đến chân tiếp tục rung động chạy rần rần. Con nằm im theo dõi sự rung động đó. Sau một chập rồi mới từ từ giảm dần dần và hết hẳn. Từ đó con tiếp tục theo dõi hơi thở ra vào, tâm con không suy nghĩ gì cả và rồi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Và khi thức dậy thì thấy tâm tỉnh táo, con tiếp tục vào giường. Ban đầu con thấy tâm con có chút lo sợ vì sao mà thân mình rung như vậy, nhưng con nhớ lời ngài dạy nên con niệm sân sân sợ sợ và tự nhủ là không lẽ rung hoài như vậy, thế là cuối cùng cũng hết. Mấy ngày nay con thường thấy như vậy, ngài chỉ dạy thêm cho con và con kính tri ân ngài và chúc ngài luôn luôn khỏe và an vui. Vậy hành giả đã giống như trình cái sự kinh nghiệm của mình, thầy không có chỗ nào mà sai, nó đúng hết, đúng theo cách niệm thân. Niệm thân trong thân cái gì? Bốn đại, đất nước địa gió. Thầy hành giả kinh nghiệm với cái phong đại rất là nhiều, vì phong đại là đối tượng đầu tiên. Cũng như ngồi trên ghế, cái gì cũng vậy, giường côn cũng vậy, thấy rung nhẹ vì chú tâm nơi bụng thôi, không bao giờ không có sự rung chuyển. Đặt tâm của dọc căng di động rung đó là chẳng. Như vậy nếu mà cái gì có trách nhiệm luôn luôn không bao giờ có một cái dây nào mà không có căng, không có rung này. Tại sao? Mình đâu có biết, phổi làm việc không ngừng nghỉ, trái tim làm việc không nghỉ, máu chạy luôn ở trong thân con người. Cái đó là cái cách vibration, cái cách rung của gió là luôn luôn đang vậy. Vậy nếu hành giả cảm thấy rung như chảy niệm rung, người ta đó rung là cái gì? Khoa học rung là gió. Nà, rồi căng thì căng là gió, vậy là di động gió, nó là khoa học à. Nó lấy sắc theo sắc à, rồi nó đo ra như vậy. Thành ra mới đó tìm đo máu của mình bằng máy. Còn cái này mình không dùng đó vì phương pháp xả lì của Đức Phật như vậy. Thấy nó là vậy, nó mình làm gì? Coi tâm mình không bị động, nó là như vậy. Nó rồi là thành quán niệm tự. Vậy có không vấn đề gì thêm, đó là sự kinh nghiệm của hành giả. Cứ tiếp tục như vậy. Okay. Nếu mà sư chỉ dạy cúng như vậy, hướng dẫn cúng như vậy, nó tiếp tục. Rồi có gì mới niệm, có gì nằm mãi. Vậy có đúng cuối cùng một chỗ này. Ban đầu con thấy tâm con chút lo sợ. Vì sao thân mình rung như vậy? Nếu mà cái tâm sợ này là sợ, cái tâm niệm sợ. Sợ điện. Thế nó giải quyết liền, sợ thương không? Mới nghĩ thôi, ủa, nghĩ tại sao mình rung sợ? Mà không suy nghĩ đâu có sợ. Một ngày tới tối đi đứng mà luôn luôn là rung. Giới tác yêu của mình muốn hoặc không tác yêu của mình gió vẫn hoạt động như thường vậy đó. Nhưng bây giờ liên quan đến tâm ma đây này, bây giờ chỉ một chút thôi, nhưng con nhớ lời ngài dạy nên con niệm sanh. Đúng rồi, niệm sanh sẽ sợ và tự nhủ là tự khuyến khích mình, an ủi mình là không lẽ rung hoài như vậy. Nga suy nghĩ không lẽ rung hoài thế là cuối cùng nó cũng hết đó, nó đâu có thường. Nhưng mà nếu quý vị có chánh niệm thay nó mất nhanh lắm, mà trong đó có rung mà quý vị không có lo sợ. Đây là cách xả ly. Quý vị làm gì rung? Một thế giới rung như vậy đó, không chỗ nào mà không rung vậy đó. Làm sao không có gió? Không gió bị chết rồi, làm sao sống như đó, thấy sống. Nhưng bây giờ rung mà làm sao mình, nó là như vậy,
rừng yếu rừng mạnh để mình sống với nó thôi. Nó bao nhiêu đó là hành giả có chánh niệm, có trí tuệ, vậy cũng vừa phải. Thế quý vị ngồi thiền 5 phút để cung dường hay là xả ly theo phương pháp của Đức Phật trong khóa thiền của chúng ta. Sampe sankara nicchati yada panyaya passati tanem pindate dukkhe e samanko visuddhaya sampe sankara dukkhati yada panyaya passati tanem pindate dukkhe e samanko visuddhaya sabbe dhammanantati
yada panya yapa sati tanem pin tade dukke e samang ko vi sut daya khi tuệ quán chiếu tỏ tường các hành vốn dĩ vô thường xưa nay phát ly phiền não đọa đài là thanh tịnh đạo ai rài chớ quên khi tuệ quán chiếu tỏ tường các hành vốn dĩ đau thương khổ nạn phát ly phiền não chán nhàm là thanh tịnh đạo niết bàn tìm đâu khi tuệ quán chiếu tỏ tường các pháp vô ngã chẳng thường là ta phát ly phiền não ác ta là thanh tịnh đạo chẳng xa lối về.
chúng con kính tri ân Ngài với bài phát giảng là rất là hữu ích cho chúng con sáng hôm nay. Tiếp theo chương trình bây giờ, ông là quý vị sinh và đại chi là tập 2. Nửa tiếng thì chúng ta đi kinh hành và nửa tiếng chúng ta trở về ngồi thiền. Vì cái thời kế tiếp chúng ta sẽ đi kinh hành trọn vẹn. Cho nên thời này chúng ta chỉ làm lại nửa tiếng đi kinh hành và nửa tiếng ngồi thiền. Với những việc bây giờ thì sẽ thông điệp qua tiếng Anh. Nếu những việc nào cũng theo ngăn và có thể nghe được tiếng Anh thì có thể tiếp tục nghe. Now we have the translation to the English of the Dhamma talk this morning. Sayadaw said that now we are practicing mindfulness to live at the present moment, to be aware of the present moment. Every one of us afraid of being old, being sick, and death. Everyone afraid of that. We practice so that we will not get sick, we will get not old, we will not die. And this is the practice that allows us to be enlightened. But for the practice, first of all, we need to take care of the body. Our body should be well. We should be able to eat well and sleep well at a certain amount so that we can practice meditation. Now is the 21st century, and even though the technology is well ahead, we can see that the current problem with the virus, COVID-19, we are still waiting for the vaccine. There's no vaccine found yet. And as far as there's no vaccine or the medicine, then the best solution as recommended is to stay away from others so that to protect ourselves and to protect others. So we have to stay at home. We have to stay 6 foot away from others. We have to put on masks. That these are the means so that we can stay secluded so that the virus will not spread. But that is for the body. We live always with body and mind. In this world, most of the problem with the body, there will be doctors who will take care of us. But when it comes to the mind, with the defilements within our mind that make us suffer, we need that medicine, the medicine to get rid of the defilement within our mind. The defilements such as greed, anger, illusion, conceited, wrong view, these are the defilements that make us do bad things or say bad things. And that make us suffer. So to get rid of the defilement, that's what we are here to practice, to get rid of the defilement of our mind. That's so much that our mind will be pure. From the first discourse, the Buddha taught, when he became enlightened, from the first discourse, the Buddha already said that there is suffering, this which is death, which is old, getting old, getting sick, death, and the suffering of non-satisfactory, everything are impermanent, the nature of impermanence, it is unsatisfactory, so it's suffering. And the Buddha also said the cause of suffering, which is attachment, tanha. And because of that, the Buddha showed us the way to remove this cause. If the cause is eliminated, then there is no suffering. If the cause of suffering is removed, then there will be no longer suffering. So the cause is tanha, the attachment and delusion. And with this practice, we can get rid of that. This morning, the yogi took the precept, the five precepts are the eight precepts.
So this the precept allow us to keep our body action pure, our verbal action pure. So what we do is wholesome, and when we talk to our speech is wholesome. So that's the sila precept. And but that is just to get rid of the rough kind of defilement. Sila, the next step we have to do is purify our mind through the practice of effort, mindfulness, and concentration. And when we have those, then we begin to develop wisdom more and more. And with the wisdom, then we really will be able to remove the defilement one by one, and they will never return again. There, during the retreat, sometimes yogi will have questions or problems that they need to ask the teachers. So today, Sado will continue to answer some of the questions that the yogi has. The first question is that one of the yogi practiced at home, and even though she tried, she cannot follow the schedule, and she felt that she cannot take the precept thoroughly because she's at home, because she had to take care of the things at home. She had to take care of at work. Sometimes she had to cook. Because of that, every time she's busy with things to do, sometimes she feels that she cannot stay at the present moment. And she felt very restless at that time. So she asked Sado to teach her how to practice accordingly so that she can continue to practice for the remaining of the retreat, which is 1 week left. Sado said that sometimes the mind feels restless, especially when we're at home, because there's a lot of work to do, and we also try to attend and practice in this retreat. First of all, it depends on one's intention. Because we are at home, sometimes we can practice fully, sometimes we cannot, and that is to be accepted. So, and then because we are at home, we can decide whether we can take 5 precepts or we can take the 8 precepts. The 5 precepts is the at least precept that we need to take, because these are part of the law. This is part of what in society that we need to keep these 5 precepts. These are the basic. So we always need to keep these in order to be able to practice meditation. Now the 8 precept, that is what the Buddha add 3 more to the 5 precepts, and that is for the to allow the yogi more time to practice. So for the 8 precepts, one can practice, one can take the 8 precepts for 1 day and 1 night. And then within 1 day and 1 night, he or she can just thoroughly try to follow the 8 precepts. So that is something that the yogi can decide upon also, whether he or she want to take the 8 precepts or the 5 precepts. Either way, it's okay. But once you with the intentions, then you try to keep that as much as possible. And one can also decide whether one can practice part-time or full-time, which is fine also, considering that we are at home. If we have time, then it's good that we practice full-time, and we follow the schedules, and we are not distracted by many other things. But if we are busy with work, with things at home, we can decide to practice part-time only, and that will be fine. The important thing is, whatever we decide upon as the state of the mind arise, such as restlessness arise at the present moment, it is to be noted also. If it's restless, then if it arises at the present moment, try to note that. This is the mind. This is the state of the mind that is being restless. Then we have to note them to see their nature, to see how they come and go. But first of all, we decide to take our precept accordingly. Then we try to practice mindfulness as much as possible, even though it's
since we're busy with life, but if we can just spend a few moments to be mindful so that our mind can be focused, and then we can gain wisdom more and more, and that's good. Restlessness is the opposite of concentration. So when we can practice more and it becomes the mindfulness becomes sharp and concentration becomes more and more, then it will replace restlessness. As long as there's concentration, there's no restlessness. But if the restlessness arrives, so we need to note that. Again, Sero said that we need to just practice part-time. So I would recommend that for this yogi, if there's so much to do at home, continue to do what you have to do at home. Continue to go to work, continue to cook, or do what you need to do, and then try to apply mindfulness as much as you can within your boundary. Just as much as you can to be aware in general. We don't have to be mindful very meticulously, like we are in a retreat, but we can be mindfulness in general with everything we do. The Buddha taught us this practice, being mindfulness, so that we can live. We can live without fear. We can live without attachment. So now as we live in our daily activity at home, this is our chance to apply the practice to our lives. Whether we are working, whether we are driving, whether we are going to the office, whether we are cooking, eating, we can apply this practice into our life to see how to really live. So we have a chance to understand the nature, and then we can live fully, live at the present moment, and appreciate the present moment more and more. So Sero said that mindfulness, be mindful as much as you can, so that we can be able to get rid of detachment more and more. So that is the answer to the first question. For the second question, one of the yogis said that she enjoyed walking meditation. Because she felt that her mindfulness can be maintained more easily with walking meditation, and the mind is less thinking arise when she do walking meditation. So if that's the case, should she keep walking meditation, or should she follow the schedule for the retreat? Sero answered that this depends whether the yogi decides on attending full time or half time. If the yogi decide to attend full time, then it's important that the yogi follow the schedule. If the intention is to full time, then try to follow the schedule as much as you can. Sero said that every center, meditation center, they have a schedule that yogi need to follow, and then they also have a regulation that list of regulation that yogi need to follow. And if we follow that, then we can gain the benefit of the practice. As far as at home practicing, sometimes we can practice full time, but sometimes we can only practice half time, which is fine. Just like a university, there are students who can study full time, but then there are students who can only study half time. The important thing is whatever we decide upon, we try to do the best we can, so that there will be no forgetting. We try to practice to remember as much as you can the present moment. As far as the practice go, we are practicing the four foundations of mindfulness, beginning with the observing the body according to the Maharshi tradition. But once you're observing the body, such as the breathing in and breathing out, then whatever arises prominently through the feeling, the consciousness, everything through the six sense door are to be noted. So we are practicing not only the body, observing the body, but observing four formations of mindfulness, beginning with the body.
And the Sadhu said that we begin with the body because such as the rising and falling movement, because rising and falling movement is always there. It's regular because we always have to breathe in and breathe out. So then there's always rising and falling movement. And because of that, then with mindfulness, we can see it continuously, how they are changing. And that's why Sadhu recommended the yogi and the mind to the adamant and observe rising and falling movement whenever he or she sits down. And then noting that as our first object, our home object, then we observe everything that arises, that secondary object at the present moment. If thinking arise, you have to note them. If feeling arise, pain, itchiness, and right at the present moment, you have to note them. Note them to see their nature, and then we aim back to the primary object, to our home object. And by doing that, we begin to see the nature as it is, the nature as it really is, the rising movement as it really is, the falling movement as it really is. See how the pain comes and goes, how the thinking also comes and goes. And with this practice, we begin to see the mind clearly. In our daily life, we usually don't see the mind. Without the practice, we don't aware of the mind. But because of our practice, then we begin to see that there's the mind. For instance, when you observe the rising and falling movement as the body object, then you can aware that the thinking mind arise. So that awareness of the thinking mind arise and also see that it disappears. So it is now we can begin to see that is the thinking mind. If we don't practice, then we may not aware of that, and the thinking mind may pull us away, lead us away for a long time. And we may think that this is my thought, this is my pain, this is my sadness, this is my happiness. But when we practice and noting every moment, then thinking is just thinking. Pain is just pain, and happiness is just happiness, but it arises and disappears. Sadness is just a state of the mind, but it also arises and disappears. And that means that every moment, everything just come and go. Everything, nothing lasts. And then we can experience what we call the, we will say die every moment. We can see that everything, nothing really lasts in life. We experience death every moment. Everything arises and disappears. So we can say that we experience death every moment. But with mindfulness, then we can really live every moment. Because with mindfulness, we know, and with the knowing, and that means we are living. That means we can, and if we can maintain that mindfulness continuously, then that means we are living every moment continuously without dying. So that is important that we note with mindfulness as much as we can, continuously as we can, beginning with the home objects, and always go back to the home object, which is the rising and falling movement. And going back to the question of the yogi, the Sadhu said that sitting is important because sitting can allow us to gain concentration more. For a full-time yogi, of course, we will sit and walk according to the schedules. And then when we sit, whatever emotion arises, we need to note it. So that when the yogi said that if she walk and the thinking mind arises less, that means that if she sit, the thinking mind arises, she has to note that. If she attending full time. So whatever arises, thinking arises, don't be upset with it. Just note that to see the nature. Then there will be no tendency to stay away from it. Just embrace it, note it as it is, the moment it arises, to see their nature, to understand their nature. With this practice, then we don't
put our mind in the past. We don't think about the past too much. We won't worry about the future too much. We live fully in the present moment with this practice. With the mindfulness, then we can get rid of greed. Because mindfulness at that present, at the noting time, at the noting moment, then greed cannot arise. At the time they're noting, anger cannot arise. And at the moment of noting, then there is knowing. That means that illusion cannot arise. So one noting can get rid of these three poison in our mind, which is greed, anger, and delusion, with one noting. And continuous noting will allow us to get rid of this faster and faster. The noting itself, Sarah said that it has to be known quickly at the moment the object arises. It cannot be in a lazy way, noting in a superficial way. It had to be known right at the moment the object arises to see that nature. So right at the moment rising movement arises, we have to know them. Right at the moment that the pain arises, we have to aware and know them. Right at the moment that the thinking arises, we have to know them. Right at the moment that the sound arises, we have to know hearing. Because of that, then we can see the nature of how they arise at that moment and how they quickly disappear. So Sato said that it's important that we can sit, because sit is very good for us. Whether we practice half time or full time, sitting is important. Walking also is good, but we need to balance. We should not walk too much because then we get tired. But usually sitting is the preference. The noble ones become enlightened in the sitting posture. Some become enlightened in the standing, some in the walking. A few like Ananda, Veno Ananda, become enlightened in the sleeping posture, but most become enlightened in the sitting posture. So if we walk, we can do walking meditation, but we can walk less than 1 hour, which is fine. But if we sit, then we have to make sure that we sit the full hours. So we can see that the important of sitting and then some walking meditation. Now there's a third question. The third question is the retreat has extended for 3 days, and the yogi felt that he or she cannot follow the schedule at home. She tried to follow as much as possible, and with the walking meditation, he felt very light. The body is very light. When eating, moving around, the yogi felt there is vibration within the whole body. And when he sit down, he felt that at the bottom there's a softness. He felt like there's no hardness with the touching of the body to the ground. And sometimes he can feel his two hands are vibrating. And when he lay down to sleep, first of all, he can feel the whole body is vibrating, and he aware of that. And then he see that they disappear. Then he continue to know rising and falling until sleep arise naturally. And then when he wake up, he felt that the mind is very fresh. He felt very a little bit afraid of this vibration. He wondered why is it vibrating the whole body like that. There's a little bit of worry arising. But he remembered Sato teaching that to note. So he know that afraid. And he see that the afraid sensation also disappeared. So Sato responded that that's very good. The experience that the yogi has through his practice, it should be noted, everything. Everything should be noted to see the wind nature within ourselves. The wind nature within ourselves manifests as movement, tension, and vibration. So if you see vibration, you are seeing the true nature of the wind within our body.
a movement or tension. So as you are noting them, you can see how they quickly arise, disappear, and another arise, disappear, vibration and vibration. That all the time we are breathing in and breathing out. All the time there's a wind and the wind flowing within our body. So all the time there is the vibration, like the heartbeat, like the tension, like the movement within our body. So we can note that. If it's clear, and you can know that, and that should be okay. But as you know that, and if the mind feel worried, why is it like that? What happened to you? Just know that state of the mind. Without thinking or investigating why, if you know that state of the mind, then you will see how worry also disappears. If we can know them, then we can see them quickly disappear. If we don't know them, then it seems like they are there for a long time. They exist for a long time. So the noting is important. Be mindful at the present moment. Whatever arises in the body, in the feeling, in the consciousness, and everything through the sixth sense door, if we can note them at that time that they are arising, then we can see their true nature. So that's where Sarostar, he guide a 5-minute meditation, and then he do the blessing chanting. So that way we can. So thank you for your attention. So now we will continue the practice according to the schedule, which is walking half an hour and sitting half an hour. And then the next period will be just walking. Thank you.